Em biết câu bối không? Hoặc là biết không, đi chút xíu vô chị em mình gặp. Hoặc là em quen nhau là vì vậy đó. À, vì không có cái khả năng ngoại cảm đặc biệt đó. Là sao, kể gì nghe coi. Ông có người yêu chưa? Ông nói chưa. Chưa thì thử quen tôi đi, được thì cưới, không được thì thôi. Xong bây giờ mình thử làm người yêu giả nha. Chị thích cái màu này nha, cái màu hồng đất này nè. Cái này gọi là hồng đất hả chị? Hồng đất á. Chào hai vợ chồng đã đến với chương trình Vợ Chồng Son phiên bản lớp. Dạ. Hả? Mời hai bạn giới thiệu về mình. Dạ, em chào chị Hồng Vân, em chào anh Quốc Thuận. Em là Nguyễn Tấn Mẫn, năm nay em 34 tuổi và em công tác trong ngành ngân hàng. Em ở quận mấy? Vợ chồng em thì đang ở quận 7. Thích quá à, thích cái huy hiệu mà cài ở trên cái áo vest của anh. Dạ, em cảm ơn nó anh. Có ý gì không vậy? Dạ không ạ. Có ý nghĩa chứ. Dạ hả? Dạ. Do vợ em thì chuẩn bị đồ cho em để đến quay ngày hôm nay á. Còn một ý nghĩa là anh luôn là hoàng tử bé trong tim em. Hoàng tử của hoàng tử. Dễ thương hóa. Suối liền nó mua nha. Ủa sao chị không tặng em đi? Để mãi mãi em là một hoàng tử bé trong lòng của chị một. Nghĩ hả? À, là chị một mãi trong tim em. Để suy nghĩ, suy nghĩ lại. Mà làm mà. Suy nghĩ. Rồi giờ mời em. Dạ, em tên là Lưu Thị Xuân Nữ Khải Hoàng, năm nay em 34 tuổi. Công việc của em là làm kinh doanh tự do. Cái tên của em mà mỗi lần mà kiểm tra đó, em viết rồi nó đủ chỗ không? Dạ, em viết thiếu chỗ nên là em phải xin giấy 2-3 lần lận. Cái tên đó là ý tưởng của ba hay của mẹ? Dạ, cái tên này là vì em có hai chị em sinh đôi, mà em là người chăm, là mẫu hệ. Thì cả nhà em là 5 người kia là đều mang họ của ba. Thì chỉ có hai đứa sinh đôi con gái mang tên của mẹ, và tên Lưu Thị Xuân Nữ Khải Hoàng, để cho cuộc đời là luôn luôn là có một sự chiến thắng Khải Hoàng, để cuộc sống sau này nó tốt đẹp hơn. Ồ, hay quá. Tức là Lưu Thị Xuân Nữ Khải Hoàng. Wow, nó tới 6 từ lận đó. 6 từ đó, rồi gì? Vậy là mình có thể đoán được á, em đoán được á. Là bạn này, chắc là bạn để ý bạn này là chắc do cái tên đó. Đúng rồi. Đây nè, đi vô tiền, vô ngân hàng vay tiền hoặc là gửi tiền gì đó. Khải Hoàng đi vô vay tiền đúng coi không? Coi như đi vô ngân hàng gặp ông này. Hai đứa quen nhau trong ngân hàng đúng không? Dạ không ạ, không có liên quan ạ. Em thì học về chuyên ngành và làm trong ngân hàng. Còn vợ em là bên chuyên ngành và bên điều dưỡng. Bây giờ kinh doanh gì? Chuyên về mặt hàng phong thủy ạ. Em biết câu bối không? Hoặc là biết không, đi chút xíu vô chị em mình gặp. Hoặc là em quen nhau là vì vậy đó. Không có cái khả năng ngoại cảm đặc biệt á. Là sao, kể gì nghe coi. Hồi đó là em 26 tuổi á, thì em đi làm bên ngân hàng được 2 năm rồi. Cái đợt đó em gặp một cái sự cố ở trong gọi là trong cái chỗ em ở trọ, mất cắp trong phòng trọ. Là em. Thì mọi người nghĩ là em. Thì nói chung là mình cũng rất là khó chịu và tủi thân á, đúng rồi, thân mà ức nữa. Thì em mới lên cơ quan, thì em kể với một người chị đồng nghiệp, thì chị nói là chị có bé em là học trò, thì em hỏi bé thử bé nó có giúp được gì cho em hay không. Thì em mới xin số điện thoại của vợ em. Thì chiều đó thì em mới điện cho cổ, em cũng kể ra cái sự việc là có một nhóm bạn ngủ phòng trọ với nhau, nhưng mà sáng ra thì một cái điện thoại rất là giá trị 18 triệu bị mất. Thì bây giờ mọi người lại nghĩ là Mẫn có cái gì xem hỗ trợ Mẫn được không. Hay quá. Thì Hoàng mới kêu là ok được, có gì ngày mai Hoàng sẽ ghé qua. Sau thì Hoàng có ghé qua bên chỗ trọ của em, thì Hoàng mới nói ngay cái bạn mà lấy là ai. Em giúp một ai á, em không cần người ta nhớ ơn, mà chỉ cần là xung quanh em thấy tất cả mọi người đều có một cuộc sống tốt đẹp, hạnh phúc là em vui lắm rồi. Dạ. Rồi chị hỏi nè, sau cái hôm mà em giúp thì là hai đứa có nảy sinh tình cảm ngay cái hôm đó hay không? Thật ra lúc mà em giúp bạn này xong á, là lúc đó em nói á, là tôi giúp là tôi không có cần trả ơn gì hết, cho tôi ăn một bữa cơm và uống ly cà phê là xong chuyện. Lần thứ hai ổng lại mời cà phê nữa, xong em nói là nhìn mặt thằng này tội quá, chắc là con số chết yểu, 31 tuổi là chết. Trời ơi, một người tốt bụng dễ thương vậy tại sao lại chết sớm. Thôi bây giờ là đầu tiên mình sẽ làm mai cho. Lúc đó em rất là tự ti về bản thân, và em lại nghĩ là mình là người chăm, mà ổng là xung quanh toàn là người hot girl mà là còn có công việc ổn định nữa. Thì em không bao giờ em nghĩ luôn, cái em mới giới thiệu cho ảnh một cô bé sinh viên luật cũng rất là dễ thương. Ảnh đi chơi một lần, hôm sau ảnh nói là tôi không có thích bé này lắm, lần sau đi chơi á một mình tôi đi với bà thì được. Đi lần thứ ba thì em nói là thích người ta mà không dám nói thì thôi tôi đi tôi nói luôn. Ông nói ông có người yêu chưa? Ông nói chưa. Chưa thì thử quen tôi đi, được thì cưới, không được thì thôi. Xong bây giờ mình thử làm người yêu giả nha. Em chủ động luôn. Dạ, em chủ động trong vòng một tuần là làm người yêu giả. Xong em nói hôn tôi đi, thử hôn đi có cảm giác không.
Dạ có chứ. Có thể anh kể đi. Sao đâu kể đi. Dạ thì hồi đó là gặp Hoàng thì em cũng rất là mến, nên là em mời đi cà phê đâu đó 2-3 lần á, thì tự nhiên mình thấy rất là quý cô này. Hiền lành, thật thà và không có một cái sự toan tính vụ lợi gì trong suy nghĩ của cổ hết. Em cũng chỉ là từ từ thôi, nắm tay đi chơi thôi, thì cổ lại đề xuất là hung. Thì cổ chủ động thì em cũng hung thử. Hung liền không hay là? Suy nghĩ chút xíu rồi hung ngay thôi. Hung má, hung môi. Hung môi luôn. Cũng lâu lắm. Hung mà cổ không chịu rời ra. Em cũng ngại quá mà em cũng giữ im luôn. Đấy, nó lâu lắm, nó lâu mà cái môi em nó bị đau luôn. Nó có hơi bị sưng lên sao á. Môi sưng luôn. Là quấy cái gì quá. Nó lâu quá. Nói chung là em muốn cho ảnh thoát ra và cảm nhận được cái nụ hôn chân thành là như thế nào. Chứ thật ra lúc đó thật ra em cũng không có yêu ảnh, mà giống như em nói giúp đó ảnh. Đúng rồi. Đầu tiên là em đề nghị là giúp đỡ. Sau đó em về em nằm mơ. Em nằm mơ thấy ổng với em nằm chung chiếu, là bên em mà đã nằm chung chiếu với nhau là chỉ có vợ chồng. Quá lạ, sao lại giấc mơ kỳ cục như vậy. Rồi đêm thứ hai nằm mơ nữa là em gặp ảnh, em kể cho giấc mơ, em nói là bên em mà nằm mơ thấy nằm chung chiếu là có duyên vợ chồng tiền định rồi đó. Sau đó là em đề nghị với ổng là bây giờ tôi không có quen chơi nữa. Anh được biết là em là hoàn toàn chủ động. Vậy thì cái việc mà đưa nhau về nhà thì em có chủ động đưa ổng về nhà gặp ba mẹ em không? Dạ em đưa ảnh về ba mẹ em, ba mẹ em không có chịu. Mẹ em kêu quá là em mà lấy ổng thì mẹ em sẽ không chấp nhận, mẹ em chết gì đó. Thì em nói với mẹ em á, tất cả mọi thứ con đều có thể nghe lời mẹ, nhưng mà riêng tình yêu đó là cảm xúc, và con sẽ là người sống với ảnh. Có một lần em vắt ba lô đi ra khỏi nhà, em kêu ảnh đi, mẹ không chịu thì đi, đi, đi ra trong đêm luôn. Còn em thì sao, em đưa cổ về nhà em thì sao? Mẹ có chịu không? Dạ cũng không. Do là vậy nè, tụi em quen nhau được 3 tháng thì cổ yêu cầu dắt về xin cưới. Thì em mới kêu là trời ơi không được đâu, bây giờ anh nói đi là bao lâu. Thì em mới kêu là thì 2-3 năm. Cổ kêu vậy thì stop. Cổ kêu là cổ sẽ biến mất khỏi cuộc đời em. Sợ thì chứ đúng không? Sợ quá. Sợ quá kêu thôi bình tĩnh được rồi để em dắt về nhà. Trước đó khoảng 2 tháng thì ba má em có vô Sài Gòn ghé phòng trọ em chơi thì có gặp cổ. Hôm đó là cổ cũng xuất hiện là gọi là tút mình xíu để mà gặp ba mẹ em á, thì cổ có ra đâu quận nhất á, cổ đi hớt tóc, cổ nhắn cho em là cổ hớt 50.000. Em nói ủa sao phụ nữ mà hớt tóc mà 50.000, trời ơi về á y như người ta ấp cái tô lên đầu cổ á, mà cắt một cái vòng tròn vậy nè, mà cắt sao sởn luôn cái chân mày cổ luôn. Lý do gì, lý do mà em là cố tình em cắt vậy? Dạ không phải, em nghĩ là mình cần phải làm đẹp, mà em nhìn cái chú đó em thấy là chú này cũng tội, nên em đâu có bắt đèn gì đâu. Thường thường người ta sẽ bắt đèn đấy, bởi vì mái tóc em đen rất là đẹp, em chỉ là đang đi chỉnh chu lại thôi mà. Ôi. Cắt sao mà thành y như ngố mà nhìn mấy cái bức hình đó. Mai ca đó. Thế là ba mẹ em vô thì em cũng kêu là em đang quen này, nhưng mà ba mẹ em cũng không có muốn nhìn luôn. Tại vì nhìn giống như người trốn chạy thằng thằng quá luôn. Không hiểu thằng mặn thôi kệ nó đi, chắc là nó quen cho vui 3 bữa thôi thì kệ nó. Ba mẹ em không tâm. Đúng ngày hôm đó thì em lại dắt cổ về nhà. Cái ba mẹ cũng sợ rồi, em cảm nhận được trong người ba mẹ em cũng sợ. Sợ ăn cơm xong thì cổ mới nhéo em, cổ kêu là cái ba má lên phòng khách nói chuyện. Em sợ em kêu thì em cũng kêu lên phòng khách, cái cổ kêu em là nói đi. Em không nói được một lời nào hết, tự nhiên em thấy ba, bởi vì là em đoán được ba mẹ em đang hiểu cái chuyện gì. Em không dám nói y như ai mà bóp cổ em nữa. Em cứ nói lên là em cứ em ho miết luôn. Cổ mới kêu thôi anh mà không nói được thì con nói. Thì tụi con cũng quen nhau được mấy tháng rồi, thì bây giờ con xin phép hai bác là tụi con về xin phép hai bác tụi con cưới nhau. Con nghĩ là em ấy mở lời giùm em nói hết luôn, là mẹ em là tái mét không có một máu luôn. Em nhìn là em biết ngay, ba em là ngồi thẳng thờ ra luôn. Thì cái là hai ông bà ngồi gục mặt im ru một cái, vậy xong không khí lâu quá thì mẹ em mới nói thì hai đứa lớn rồi thì quyết sao thì ba mẹ nghe vậy thôi. Đấy thì ba em mới kêu là vậy thì ý mẫn sao, con là con gái mà con ra nhà bác con nói vậy thì thôi bác cũng có biết nói gì hơn. Thì bây giờ ý mẫn sao con, ý Hoàng vậy con cũng vậy á. Cái ba mẹ mới kiểu là nói cho qua á, em cảm nhận rất rõ ràng. Vậy hai đứa tự quyết tự chọn đi, tự làm đi. Rồi xong là kết thúc ngày hôm đó, là ngày hôm sau tụi em bắt xe đi về Ninh Thuận. Mẹ nói không chịu tụi cổ đi luôn, cái cổ xách ba lô cổ đi, cổ kêu em theo. Em kêu chết rồi Hoàng ơi, hồi giờ em là một đứa rất là ngoan, em rất là hiền lành và không bao giờ làm một cái gì mà trái ý như thế này. Em kêu Hoàng ơi bình tĩnh em ơi, đừng làm vậy em ơi. Em nghe mọi người đang nói tiếng Chăm với nhau, nhưng mà một cái sự căng thẳng diễn ra trong gia đình thì em đoán được cái nội dung là không ưng em rồi. Mà giờ không biết làm sao hết. Ba của Khải Hoàng rất là dễ thương, bác rất là hiền. Thì em chụp bác, em kêu bác ơi chú ơi không sao đâu, để con nói Khải Hoàng. Thì bác ra bác thuyết phục thì hai cha con
thuyết phục Hoàng thì đi vô nhà ngủ một đêm. Xong rồi đại nói chung là mẹ Hoàng vẫn không có ưng, muốn làm gì đi ra ngoài làm, sẽ không có bao giờ có một cái dịp được tổ chức ở đây hết. Tới cái ngày cưới á, ví dụ ngày mai là ngày cưới đi, ngày hôm nay đó ba em nói là Hoàng ơi, ba hỏi một lần cuối cùng nè, con có muốn cưới hay không? Nếu như không thì ba sẽ hủy cho, con không có gì phải ngại hết, con không có gì phải xấu hổ hết á. Em mới kêu là ba ơi sao ngày mai cưới mà ba nói tầm bậy tầm bạ vậy, cái này con lớn rồi con tự quyết định được. Ba con kêu ok vậy thì cứ mút vậy mà làm. Ba mẹ thì sao? Ba ghé qua thôi. Ba mẹ là mẹ vẫn không đồng ý. Bây giờ thì cả hai bên đều suôn sẻ ok hết rồi đúng không? Một cái ba đứa rồi chị. Có những gia đình á, em biết có con rồi cũng vẫn chưa. Em quên hả, mình còn phải ở đây để mình chia sẻ, mình năn nỉ giùm nó, em quên hả? Đó. Cái ngày cưới mà gia đình bên chồng đầy đủ mà bên mình thì lại không có mẹ đi, người phụ nữ rất quan trọng trong đời đúng. Mình thì lúc đó cái cảm xúc của em như thế nào? Lúc đó là em cảm giác rất là tủi thân. Tại sao mẹ có thể cố chấp như vậy? Hồi xưa là em luôn suy nghĩ giống như là mình không cần phải giàu hay là một cái gì á, em thích một cái cuộc sống giống như cổ tích vậy đó. Thì đám cưới của em cũng chỉ thích nhẹ nhàng như vậy, chỉ cần có ba có mẹ thôi. Nhưng mà một mình ba em lên, em suy nghĩ là ba đứng một mình đó không biết là ba có cảm thấy buồn hay không. Người ta có vợ có chồng, một mình ba em đứng dậy dắt con gái đi lấy chồng á, là em cố nén nước mắt, em không có muốn khóc. Mà cái tính của em á, em nhớ rất là dai. Mặc dù em không có đẻ trong lòng nhưng mà nó giống như là một cái vết thương, tổn thương và một cái khuyết trong cuộc đời của mình đó. Hồi trước hai vợ chồng em nghèo, ở cái nhà trọ mà chỉ có 1 triệu thôi. Nhưng mà em không hiểu sao, em không có tiền nhưng mà trong người em luôn cảm giác là mình sẽ rất là giàu có. Mình đi mua nhà anh, ông nói trời ơi tiền ăn còn có, phải đi hàng tháng phải đi quẹt thẻ tín dụng á. Đám cưới tụi em cũng không có tiền, vợ chồng em phải đi đặt nhà hàng là phải quẹt thẻ tín dụng, sau đó đặt thùng tiền mà thanh toán ngay. Từ mới giả đó là cũng hết luôn. Thì mà cưới nhau về thì nằm trong phòng trọ, ok bây giờ phải đi mua nhà. Thì em mới kêu là thôi đừng có nói chuyện khùng điên nữa, nên là cổ hay kêu lắm, nhức đầu lắm. Bây giờ làm sao mà bây giờ em làm sao mà có thu nhập ổn định, anh ổn định và mình thuê cái phòng trọ khỡ 3-4 triệu nó có cái máy lạnh đi. Chứ bây giờ phòng trọ này 1 triệu nó nóng quá chịu không nổi. Cổ kêu là bây giờ anh qua ngân hàng anh hỏi đi, anh được vay bao nhiêu, tối đa là bao nhiêu. Thì anh về anh nói với em. Thôi cổ nói vậy thì em cũng qua ngân hàng em làm thông tin này nghe kia thì đó. Em về em nói là vay được là 500 triệu đó. Thì về cái là cổ mới kêu là được rồi để em đi tìm nhà. Thôi kệ bà khùng điên thì bà làm gì bà làm thì em cứ đi làm. Anh qua anh coi giùm em đi, anh kiểm tra, bởi vì em làm ngân hàng thì em sẽ rất là rành về pháp lý. Em thấy ok hết, nhưng mà cái nhà này tới 720 triệu lận. Thì bây giờ vay 500 thì tiền ông mua, em kêu về bỏ cuộc. Em kêu đừng có làm mất thời gian nữa, em quá lãng phí thời gian đi. Nhưng mà cổ rất là cố chấp. Em đi em phải dùng từ cố chấp mà tự tin vào bản thân. Học tới giờ phút này thì em luôn luôn tin tưởng cổ. Lúc đó em đang nói cái cảm xúc lúc đó khùng khùng điên điên gì đó. Đúng rồi, cứ nói chuyện khùng khùng điên điên cho mới cưới nhau được có mấy tháng chứ mấy. Thì em vẫn chưa gọi là thuyết phục hoàn toàn. Thì hôm đó là ngày thứ tư, cổ hay dặn em á làm việc gì quan trọng nên ngày thứ tư và ngày thứ bảy. Thì hôm đó là thứ tư là chiều em đi làm về là khoảng 6 giờ tối á, thì cổ mới đứng dưới cửa phòng trọ kêu em quay đầu xe đi qua cái nhà đó. Em mới kêu là đi vô đi, quá mệt rồi, trời đang mưa nữa. Ok bây giờ muốn ở trọ hay muốn có nhà? Em kêu đương nhiên muốn có nhà rồi. Ok quay xe đi. Em cũng chở cậu qua cái nhà đó ở bên quận 8 á. Thì qua bên đó thì cũng hẹn chủ, lúc đó tụi em tới nơi là 7 giờ rưỡi. Thì đâu đó 8 giờ vợ chồng chủ nhà mới đến. Thì mới vô ngồi thuyết phục miết. Thì anh chị đó anh kêu là chốt cho vợ chồng em từ 720 giảm xuống còn 650 vì thấy quá tội. Thì cũng sát giá quá rồi, nhưng mà bây giờ 150 kia ở đâu? Không có đâu đó, không có cách nào mà vậy. Xong cổ mới ngồi cổ tiếp tục thuyết phục. Ok bây giờ em nói thật lòng với anh, tụi em có đúng 500. Đầu là cổ mới dùng năng lực đặc biệt xem cho gia đình nhà ảnh, rồi ảnh mới nhờ là hôm sau sẽ qua nghĩ giùm nhà ảnh bên quận 5 á. Nói chung là gia đình ảnh giàu thì ảnh ra cái ok chốt cho hai đứa 500. Khi mà vô cái nhà đầu tiên nó ở thì cái đêm đầu tiên ngủ á, cổ nói với em nè, mình vợ chồng mình chỉ ở nhà này 2 năm thôi, 2 năm sau vợ chồng mình sẽ chuyển qua quận 7 nhà bự hơn. Em kêu anh xin em đừng có phán nữa. Cùng anh hài lòng quá rồi, không một ai dễ dàng đi được cái nhà sai phòng này đâu em ơi. Bây giờ yên ổn đi. Mà lúc đó là vô nhà ở xong thì em cũng chuyển qua công tác ở ngân hàng mới, lương gấp đôi ngân hàng cũ. Mà đúng 2 năm sau em chuyển qua nhà quận 7 bự hơn. Ôi, như vậy là từ nghèo khó. Chúc mừng hai vợ chồng em. Rồi bây giờ tới cái phần kia đi, phần hôn nhân đi. Có những cái mà gọi là mình cũng bị hết hồn. Cái hết hồn của em với cô này là gì? Theo em định nghĩa
thì là mà cổ không, cổ kêu em không được nói cái từ đó. Nói đi. Là cái gì? Cổ sẽ cho nói rồi. Xử em á. Cổ ghen. À. Còn cổ định nghĩa đó không phải là ghen, đó là cảnh báo. Cô nào cũng có cảnh báo tới mức độ em, ví dụ em nói em coi cái phim hài trên mạng sao là cái vợ chồng em nó y xì vậy luôn. Em đang ngồi trên xe đi, thế là các bạn điện cho em thì em kêu alo anh nghe này Hoa, là cái tay em là đen thui với cổ rồi, cổ ngồi sát bên cổ nhéo là đen thui cái tay luôn. Alo được rồi, tại sao alo anh nghe nè rồi còn Hoa nữa hả, sao mà ngọt ngào như vậy, là cũng quấn lên đó không phải ghen mà là cảnh báo. Cảnh báo trước cái cô đó, cảnh báo là vậy. Cái bắp này nó đen thui rồi đó. Rồi còn cái gì nữa? Rất là không có trau chuốt bản thân. Như mấy cô gái khác á, sẽ là son môi, đánh phấn, làm tóc, làm tai. Cổ không. Cổ là cứ đi ra ngoài đường là một cái khẩu trang y tế mỏng manh, bịt cái mặt là xong. Không có bao tay, bao chân, ninja vậy đó, cứ phơi ra vậy đó. Em khuyên hoài mà cũng vậy à. Để tóc ngoài nắng mà nó cháy hết luôn. Rồi bây giờ em có mong muốn cô ấy thay đổi điều gì không? Mong muốn thay đổi, bớt nóng tính lại một chút. Mình suy nghĩ một xíu. Em nói với anh rồi mà, khi mà em nóng tính anh chỉ cần nói là anh sai, anh biết rồi anh sẽ thay đổi là hết câu chuyện. Em chỉ điểm cho anh là với người như em, anh chỉ cần làm vậy thôi, em đâu đòi hỏi gì nhiều đâu. Nhưng mà anh không làm được, bởi vì anh không ghi nhớ. Rồi còn một vài trường hợp á, là khi mà ổng kêu em ghen á, em nói ok thì em sẽ thả nó trôi theo thuận theo tự nhiên. Có một cái sự việc xảy ra khi mà em thả theo tự nhiên là chứng minh cho anh thấy rằng cái cô đó rất là kỳ cục. Một người mà ảnh kêu là chị mà tự nhiên á ôm ảnh, rồi hai người dắt nhau vô bỏ em đứng bơ trong khi em không biết ai hết. Thì chị hiểu cảm giác một người vợ mà tự nhiên chồng mình bỏ rơi mình đứng ngoài cổng mà tự nhiên đi vô rồi mình không có quen ai trong cái đám tiệc đó hết, thì cảm xúc nó như thế nào. Và cái vấn đề em nói ra không phải là em quy anh thích người ta, mà em nói là người ta thích anh nên cái sự ứng xử của anh nó đủ lịch sự, không cần nhiệt tình thái quá gây sự hiểu nhầm, đặc biệt là những cô gái còn trẻ. Có những cái á, nó không phải là mình là người chủ động. Cái chân giá trị của em hiện giờ nó đang ở cái level này, và vợ em không muốn làm em sẽ bị mất những cái mà em đã gây dựng. Em mình dung không? Tại vì khi mà những cái không đáng để mà mình chọn lựa thì mình phải chọn lựa cái gia đình mình hơn chứ. Quan trọng là hai vợ chồng phải đồng điệu với nhau trong cuộc sống. Em nói với chồng em á, đừng khẳng định em ghen nữa, bởi vì em không hề ghen, mà em cảnh báo anh để có một ứng xử đủ lịch sự mà không vượt quá giới hạn để gây sự hiểu nhầm cho người khác. Tính xấu của chồng nữa. Chắc là nãy giờ là nói đó. Chưa. Ở dơ nữa, em kêu quá là anh đi tắm đi, ổng kêu quá là ở trong nhà đâu làm gì, đâu có bụi dính đâu mà phải đi tắm. Rồi bắt đầu đi ra, cảm giác mình hôi quá, lấy dầu thơm xịt lên. Đã, em rất là nhức đầu. Hôm nay nhân sự kiện là đến với chương trình này, đó, thì em cũng muốn bày tỏ một cái tình cảm gì đó. Yeah. Với em thì cũng bên nhau cũng hơn 7 năm rồi. Chưa bao giờ có một cái gọi là cái gì nó đặc biệt và bất ngờ gì cho em cả. Hai vợ chồng cưới nhau lúc đó khó quá nên là mua một cặp nhẫn cưới 1,6 triệu ở ngoài chợ Bà Chị quá. Đeo mãi tới giờ chưa có thay. Anh thực sự anh cũng muốn bất ngờ là sẽ mua một cặp nhẫn mới cho vợ chồng mình. Anh sẽ tặng cho em ngày hôm nay một cái nhẫn mới. Nó chỉ là một cái vật chất bình thường thôi, nhưng mà nó sẽ là một cái ý nghĩa thể hiện cái tình yêu, tình thương. Tất cả những gì anh mong muốn em... Mình đâu mua vậy, vợ giữ hết rồi. Nói vậy chứ. Em nữa là cũng sẽ thành, cùng phải trả cái thẻ này thôi. Đừng nói vậy chứ, nói vậy nó mất đi. Ai nói vậy thì biết thằng ngán sao nói vậy đấy. Nữa giờ toán thì tính sau. Anh chắc chắn rằng em sẽ mãi mãi bên anh và các con. Trời đất ơi đó. Giờ đeo nhẫn rồi, giờ có hành động gì nữa không? Ôi, cảm ơn anh. Không cả thôi. Ừ. Sao hôm đó hôn ôm hai chồng ôm nhau được đó, trời ơi dễ thương. Xin chào hai vợ chồng. Wow. Dạ. Chắc là dạ đang đúng có tin rồi. Vui. Dạ đúng rồi. Em có thể chia sẻ cho anh chị biết là được mấy tháng rồi. Dạ lần đầu tiên xin chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận cùng các quý khán giả xem đài. Em tên là Xuân Nhi, hiện tại em là nhân viên văn phòng tại Biên Hòa. Baby của em được 4 tháng và hiện tại đây là bé thứ hai. Bé đầu tiên ở nhà thì được 11 tháng. Ôi là đỉnh như vậy luôn. Bé liên tục. Con năm nay nhiêu tuổi rồi? Dạ em 25 tuổi. Rồi, mai
À, em xin được giới thiệu thì em là Minh Quyền, em hơn vợ mình 9 tuổi. À, thì hiện nay Quyền đang là một doanh nhân khởi nghiệp. Em đang kinh doanh về giáo dục. Hiện nay gần như trong các bạn làm doanh nghiệp hay làm chủ đó, thực sự là các bạn có một quỹ thời gian hạn chế. Và đôi khi các bạn lại không dành thời gian đó cho vợ, cho con của mình. Cho nên rất nhiều mâu thuẫn nó xảy ra. Thì may mắn là trong 2 năm qua, vợ chồng em mới có 2 năm mà hai đứa con. Hai năm hai đứa. Em hai đứa. Và thực sự là em nghĩ rằng là nếu mà bạn trẻ nào đó muốn làm chủ, người nam hay nữ cũng vậy, thì phải luôn có một cái yếu tố là gia đình là quan trọng nhất. Bây giờ mình quay lại cái chủ đề chính của chương trình. Cái phần đầu đó là cái phần mà chia sẻ về câu chuyện là tại sao các bạn lại gặp nhau, cảm nhận ở nhau về đối phương như thế nào. Em với chồng em quen nhau qua mạng. Thì ảnh có một cái câu lạc bộ tiếng Anh, thì cùng ngành với lại em luôn, là em cũng đang học ngôn ngữ Anh tại trường đại học. Lúc đó chỉ mới 19 tuổi thôi, đại học năm 2. Thì ảnh nhắn tin qua cũng dạng giống như quảng cáo marketing để thu hút khách để đi đến câu lạc bộ. Thì mình cũng thấy, mà 2 tháng sau khi gửi tin nhắn thì em mới vô tin nhắn chờ để em đọc. Thì ảnh cũng có mời em đến cái chương trình của ảnh, như lúc đó là do ảnh làm người đứng dẫn chương trình luôn. Thì sau cái buổi đó thì ảnh có hẹn em ở lại để nói chuyện một xíu. Thì ảnh mới nói là hình như là mình có cái buổi hẹn ở thứ tư này ở Sài Gòn đúng không ta? Cái em mới nói, ủa? Chưa gặp nhau gì hết, chưa nói chuyện mà sao có hẹn ở thứ tư ở Sài Gòn nào, chắc là lộn người rồi. Thế thì em về nói chuyện một hơi qua tin nhắn lại thì mới biết là ảnh đang hẹn mình để đi ăn ở Sài Gòn. Em cũng ok đi ăn bình thường, đâu có mất gì đâu. Ảnh thì lúc đó ảnh nhắn với em một câu là: thứ nhất, anh là đàn ông nên anh là người chủ động nhắn tin cho em trước. Thứ hai, em có một nụ cười rất là đẹp. Thứ ba, anh là trai chưa bạn gái, em là gái chưa bạn trai, thì không có gì là sai nếu ta làm bạn đó. Cho nên là thấy cũng dẻo miệng quá. Sao cho mà nên từ chối được, đúng không? Đâu ra đó. Sau một khoảng thời gian dài vài tháng thì mới bắt đầu quen nhau. Ấn tượng gì cái bạn này mà em lại có thể là bỏ tiền đầu tư ngay và liền như vậy? Lúc đầu tiên em mở cái hệ thống cà phê của mình á, thì em đang tìm những cô bé nào xinh xinh xíu để làm đại diện thương hiệu hình ảnh. Thì em có vô Facebook em coi, thì thật sự em ấn tượng với vợ em, đó là cái nụ cười và cặp mắt. Bạn rất là tươi. Và em không hiểu sao khi em đưa cái tấm hình của bạn này cho một người bạn thân của em á, thì gần như rất nhiều bạn họ nói một cái câu là: ê, có tướng phù thề. Tự nhiên những cái lời vu vơ đó nó cho một cái chất xúc tác. Sau đó là bắt đầu là tiếp cận với nhau rất nhiều. Và các bạn lại có điều kiện trong những buổi workshop. Và nói bằng tiếng Anh. Thì bao lâu thì bắt đầu mới có một cái sự tỏ tình và có nụ hôn đầu tiên? Ảnh hẹn em ra cầu Ánh Sao đi dạo ở quận 7. Cũng lãng mạn lắm. Thì tự nhiên nói với em: Nhi ơi, anh thích nắm tay lắm đó. Mà em mới nói trong lòng chứ: nắm thì nắm đi, còn nói câu Nhi ơi, anh thích nắm tay lắm đó, không để giờ em từ chối. Cứ im, muốn làm gì thì làm, em nói vậy đó. Thì ảnh nắm tay em. Cuối tuần ảnh chở em về Biên Hòa, sau đó xin mẹ em cho em đi coi phim buổi chiều. Nắm tâm lý dữ lắm, coi phim ma để con gái sợ. Đâu sợ đâu, em như em cũng giả bộ sợ. Mấy người kinh doanh mà người ta cũng nhanh lắm, cơ hội tới là bắt chụp liền, chứ không có để lọt lưới gì hết trơn. Sau bao nhiêu lâu thì tụi em chính thức ta? Mất khoảng 9 tháng đầu tiên, buổi sáng sớm khi em đi làm á, thì bạn này rất là nhạy cảm, viết cho em một cái viết thư viết tay: anh đi làm vui nhé. Tự nhiên nó khiến cho em một ngày nó xúc động vô cùng. Ngay cả bây giờ khi mỗi lần em đi công tác lên sân bay cũng vậy, vợ em làm cho em một cái hộp đồ thức ăn: anh đi công tác bằng em nhé. Thì cái những cái điều rất nhỏ nhỏ đó nó khiến cho cái một người đàn ông kinh doanh á, em thấy cái sự bình yên vô cùng luôn. Thì sau 9 tháng thì em nghĩ là lúc đấy mình cũng chớm gần 30 tuổi rồi, thì mình mong muốn gì cho cái quan hệ này, thì lúc đó em thực sự nghiêm túc. Có sau 9 tháng, sau 10 tháng, sau 2 năm thì em mới thấy là bắt đầu cô bé này cũng rất là chân thành, và cô bé này cũng rất mong muốn được xây dựng gia đình, chứ bạn không ưu tiên làm kinh doanh như em. Như vậy là tụi em quen nhau bao lâu thì mới cưới? Dạ, tụi em quen nhau hơn 4 năm rồi cưới. Dạ. Như vậy là trong 4 năm nó chắc chắn là bình yên và không có sự cãi vã gì đâu hả? Dễ gì. 2 năm đầu tiên mà khi em vẫn còn học đại học á, thì nó dường như là một màu hồng. Màu hồng mà có thể là nói là màu đỏ luôn á. Nó rực rỡ, nó đẹp vô cùng. Tươi, và tươi. Tươi mà không có một xíu xám nào hết. Cả hai người cũng thế. Thì cho đến khi mà em tốt nghiệp đại học, em đi làm, em có nhiều cái mối quan hệ hơn, nhiều cái vấn đề phải suy nghĩ hơn. Và anh này thì đã có nơm nớm gì đó đề cập đến vấn đề kết hôn. Từ năm thứ 3 và năm thứ 4 tụi em cãi nhau rất nhiều. Nó bắt đầu xảy ra mâu thuẫn nhiều hơn. Về vấn đề gì? Dạ, nó đủ loại trong cuộc sống hết. Lúc mà em đi á, là em vẫn là dân ngân hàng.
và lương của em rất tốt, cuộc sống em rất dễ chịu, cho nên 2 năm đầu tiên là rất thoải mái, em chẳng nghĩ gì về tiền hết. Tự nhiên em có một cái biến chuyển là em đi gọi vốn thành công và nhà đầu tư họ cho em 5 tỷ. Từ vai trò một người làm thuê đó, em gánh trách nhiệm của một ông CEO, doanh nghiệp của em nó lớn nhanh quá, nó phình to quá, và một cái áp lực của nhà đầu tư là khi nào hoàn vốn cho tôi, khi nào mở rộng thị phần. Và đỉnh điểm nhất đó là 2020, mọi thứ đang rất tốt thì tự nhiên tháng 2 2020 Covid nó xảy ra. Thì lúc đó em đang vừa đầu tư một cái homestay rất đẹp ở Đà Lạt, và mỗi một tháng các anh chị tưởng tượng là em lỗ khoảng 300 triệu một tháng. Cứ vài ngày em lại nhận một cái đơn xin nghỉ việc của bạn nhân viên nào đó, bởi vì lúc đó em giảm lương các bạn. Thì em không biết tại sao lúc đó em đổi tính, cứ Nhi nói cái gì ra là em gay gắt. Cứ ngày nào, mọi người tưởng tượng là cứ ngày nào em cãi nhau vì đủ thứ loại trên đời hết, bởi vì lúc đó cái cảm xúc của em không kiểm soát được. Đúng. Bởi vì áp lực về tiền em nó lớn quá, em nghĩ là chắc sắp gãy rồi. Tại có thời điểm mà em nặng lời đến bạn này luôn: bây giờ cô muốn làm sao, cô có biết tôi đang làm ăn không, cô biết tôi stress như thế nào không, cô biết tôi một tháng tôi lỗ bao nhiêu tiền không, cô phải thông cảm cho tôi đó, bây giờ cô cứ sống như thế này sao tôi sống. Mà yêu nhau mà dùng từ cô tôi là cũng nặng mà. Em không biết lúc đó vợ mình điều chỉnh cảm xúc như thế nào, bởi vì vợ khóc nhiều lắm. Qua Tết á thì công ty chỉ còn lại 3 người thôi, là anh Quyền, một người nữa, và lúc đó em đã đề xuất là để em phụ anh, tại vì lúc đó em cũng không thể nào đi làm, cũng không thể nào đến trường được nữa. Càng phụ thì lại càng xảy ra vấn đề nhiều hơn. Có một hôm thì hai vợ chồng làm công việc xong khoảng 10 giờ đêm thì lúc đó cãi nhau buổi khuya. Mệt quá cái em xỉu tại nhà, tại trước mặt mẹ chồng luôn. Mẹ chồng để cho em ngủ lại qua đêm tại nhà chồng đó, lần đầu tiên gọi điện thoại về cho mẹ em, xin phép em như vậy. Thì sáng mai cả mẹ em và mẹ chồng em luôn có nói với em là quen nhau mà thấy cực quá, cãi nhau hoài à, thôi thì tạm chia tay đi. Thì lúc đó coi như là em trùng xuống hẳn luôn. Kiểu như em cũng đang cố gắng để thay đổi, để có thể hòa nhập được với ảnh, có thể thông cảm được, nhưng mà lúc đó em cũng muốn buông, thật sự em cũng muốn buông. Thì lúc đó em không nói gì hết, quen nhau mà để cả mẹ chồng và mẹ ruột mình nói là chia tay đi, để quen một người nào đó thoải mái hơn, rồi nếu mà còn duyên thì sẽ quay lại. Lúc đó em cũng chuẩn bị buông rồi, nhưng mà ảnh là người kéo em lại. Thì khi em chững lại nha, em trầm lại, em suy nghĩ lại thì em mới nghĩ là một cái câu nó rất là đúng á. Khi mà chúng ta muốn từ bỏ, hãy nhớ lại lý do chúng ta bắt đầu. Không đủ bản lĩnh để cân bằng chứ không phải do lỗi của bạn này. Thì tự khi em nhận ra cái điều đó thì em điều chỉnh, em lỡ đầu Nhi cũng điều chỉnh luôn. Nhi cũng không tham gia vào doanh nghiệp của em nữa. Hai bạn tự biết điều chỉnh. Dạ đúng rồi. Đến gọi là cuối kỳ của năm thứ tư á, để rồi không có mất nhau. Dạ. Đúng không? Dạ. Cho nên là các bạn là thực sự là đã tự chọn lựa, chọn yêu thương để rồi các bạn được hạnh phúc. Đúng rồi. Đúng không? Vậy thì sau khi cưới, dạ, có đứa con đầu tiên, dạ, thì cái việc mà điều chỉnh sau sinh á, có tự làm được không? Sau khi sinh bé 2 tuần thì em có phải đưa chồng đưa em đi cấp cứu ngay trong đêm. Tại vì sao? Em bị đau ruột thừa mà em không có biết. Em chỉ sau tự... 2 tuần mới, dạ, sinh sao? 1 giờ sáng ảnh đưa em đi thì đúng 1 giờ 30 phút xong thủ tục và đô mổ gấp liền lập tức luôn. Bác sĩ nói chỉ cần trễ khoảng nửa tiếng hoặc tiếng thôi là nó bể ra, nó rất là nguy hiểm. Thì sau đó vẫn chưa có kết thúc cái biến cố. 1 tháng sau thì bé nhà con nó đi tiêu ra máu thì đưa hết đi 8 cái bệnh viện, bác sĩ có chuẩn đoán bệnh, có cho uống kháng sinh nhiều mà uống kháng sinh rất là sót con. Nhưng mà càng uống con cũng không có cầm, càng uống sữa mẹ vô con cũng không có cầm. Thì em có bị stress sau sinh, em cứ nhìn thấy đồ hoặc là nhìn thấy cái gì đó chứa mắt là em lại đập phá, em chui trốn trong nhà tắm, em khóc, em đập em này em kia. Xong rồi chồng thấy vậy cũng lo lắng. Rồi mỗi lần ảnh mà nói cái gì với em là em quát lên, em hết cả nhà luôn, em nhốt con với em trong phòng, em khóa cửa lại, mẹ với chồng đập cửa mà cũng không có được. Thì tự bản thân mình tự điều chỉnh, tự làm hết mọi thứ để có thể vượt qua cái đó. Nhưng mà có một điều mà em cảm thấy vẫn hạnh phúc, biết ơn đến thời điểm này là chồng là người giúp em vượt qua cái đó. Chồng ở nhà, chăm sóc, ủi an, không có một cái lớn tiếng nào, dù em có chửi, em có cấu xé, em nói chung là làm đủ thứ. Và lúc đó em có biết vợ mình bị trầm cảm sau sinh không? Em biết mà đúng không? Khi em lập gia đình á, thì mẹ có nói một cái câu như thế này: mà nếu mà hôn nhân á, thì không có gì quan trọng bằng sự hy sinh và tha thứ, chứ không phải tình yêu đâu. Lúc nào con nghĩ con hy sinh được á, thì con cứ hy sinh. Em biết vợ em bị stress mà,
Cho nên em luôn nói với em là có bạn có la mình cái gì thì mình cũng im cái miệng mình lại. Cái thứ hai nữa là có một điều em thấy là em vui và em lựa chọn đúng, có nghĩa là thì mẹ vợ nói với em là thôi mẹ xin con về ở với mẹ, nghĩa là em đang ở bên nhà Nhi. Tại vì em biết là khi mà vợ em về nhà ngoại đó thì chắc chắn vợ em sẽ vui và em sẽ hy sinh được điều đó. Tại vì phụ nữ mà lúc sanh á, lúc nào mà có mẹ của mình ở bên cạnh á, mẹ ruột á, sẽ cảm thấy tự tin hơn rất nhiều. Có những cái điều mà mình không thể chia sẻ với ai khác ngoài mẹ. Thì khi bất cứ lúc nào mà em với Nhi căng thẳng quá đó, thì may mắn em lên, em nói là mẹ ơi, cho con đi ra ngoài đi, mẹ lên giúp con đi. Bây giờ mà con lên nữa là bẻ. Rồi rất may mắn là mẹ hiểu, mẹ nói là thôi rồi mày đi ra ngoài đi. Tính Nhi tao biết, mày cứ từ từ đi nữa im mà, mẹ con mà. Thủ thỉ với nhau, đi chơi với nhau, chăm bé với nhau. Nên là cảm xúc của Nhi mỗi ngày nó tích cực lên, tích cực lên. May mắn là lúc mà Nhi bị cái trầm cảm sau sinh là Nhi ở với mẹ ruột á. Con xí ngầu nhà chị biết nó nói không? Mẹ mà không sang cái lúc con đi sanh á là con không đẻ, nói trước cho mẹ biết. Áp lực chị vậy luôn á. Rồi thôi vui vẻ quá rồi, bây giờ tới cuộc sống hôn nhân đi. Cái phần mà gọi là chưa hài lòng về nhau đi. Hai vợ chồng chắc coi chương trình thì nhiều rồi đúng không? Tiếp tục để mà mình gọi là chỉnh chu lại để cho hai người hoàn thiện nhất có thể. Mà trước giờ nhau. Gọi là tật xấu đó. Thôi bây giờ Nhi trước đi. Nôn nao quá. Cái đầu tiên là về vớ, đôi vớ mình hay mang. Mỗi lần anh hay đi ra ngoài, đi bất cứ ở đâu anh cũng sẽ mang giày và phải mang vớ. Mỗi lần mà bước về nhà đưa vớ cho em giặt á, thì dường như em chỉ thấy hầu như 10 lần thì hết 8 lần chỉ còn một chiếc. Không chiếc phải thì cũng chiếc trái, không chiếc trái thì cũng chiếc phải. Mất hồi nào không biết luôn. Em mất ở chỗ nào? Thôi em đi về nhà em mới mất, không biết vì sao là... Đi nhà ai lấy? Em cũng không biết. Cái đó là một cái vấn nạn chung của tất cả những cái cặp gia đình mà có ông chồng đi vớ nhiều em ơi. Bây giờ cái đó thôi mình đừng xếp vào tật xấu mà là vấn nạn rồi. Vấn nạn chung của cả xã hội rồi, hiểu không? Dạ. 6 năm nay, gần 7 năm nay chưa bao giờ nói anh nhớ vợ hoặc là anh nhớ em hoặc là anh nhớ Nhung. Nhưng mà cũng chẳng nói yêu luôn. Nhưng mà tối thì có nói là kiểu thương, có thương vợ, thương em. Vậy mà enjoy được những cái mà người ta đưa cho mình, những câu nhắn rồi những cái hộp cơm này cái nọ mà mình không có đáp lại. Tương lai là phải ước ác chút xíu. À còn ăn uống thì một ngày phải đúng 3 món, canh có, rau có, rau luộc, rau xào và món mặn. Một loại rau mà 3 món được không? Vậy thì ngán. Hay là phải 3 loại rau? 3 loại rau. Không có ngán nha. Mà phải là luộc lên hoặc xào chứ cũng không ăn dạng salad nữa em. Thì hiện đại hơn ăn salad trộn này kia. Tức là ăn cái gì cũng phải có rau. Nổi mà đi, ảnh đi du lịch hoặc đi công tác chung là em phải có một cái nồi đem theo chén bát đũa bỏ vô vali để ra ngoài tận đó mua rau về luộc vô khách sạn luôn. Cái đó cũng hơi xấu thôi. Không, cái đó cũng được được. Không đến nỗi xấu đâu chị. Không đến nỗi đó. Bây giờ ngược lại coi. Thật xấu của cô ấy là cái gì? Thật xấu của Nhi thật sự đối với em là em luôn có cái cảm giác cảm ơn. Cảm ơn Nhi là đang rất nhiều thời gian để chăm bé Yên và chuẩn bị là bọn em có một bé thứ hai. Cái thứ hai nữa là anh thấy Nhi tôn trọng cuộc sống và kinh doanh của em. Chưa bao giờ bạn hỏi em là gặp cô bé nào hay làm anh như thế nào. Em lạc đề rồi, em lạc đề rồi. Em lạc đề luôn, xa lắm. 6 tháng vừa qua thực sự là em không tìm ra cái lỗ nào của vợ em hết. Tại vì cô tóm lại là không thật xấu đúng không? Hay là con không? Đó, cái này cô chị Vân nói đúng. Tại sao có la con không? Thì bạn này bạn hết là con. Mỗi lần la con là mình khó chịu luôn. Em nói là của em. Bé nó chưa ăn thì từ từ nó ăn. Bé nó chưa ngủ thì từ từ nó sẽ ngủ, sao em cứ la bé là chi vậy? Ủa Nhi, mỗi lần em la con, em la làm sao Nhi? Có chịu ngủ đi. Nói như vậy đâu có phải la. Có những thời điểm mà 2 giờ sáng, bé nó không ngủ. Là bạn này bạn mệt rồi. Bạn này bạn mệt, bạn la lên. Bây giờ ngủ không? Em nói em ơi, 2 giờ sáng, nó ngủ để cho anh ngủ chứ em. Nhưng mà lúc đó em cẩu nha. Tại vì ngày mai em có cuộc họp quan trọng. Mà cũng 2 giờ sáng, rồi lúc đó em cẩu với em luôn. Thì lúc đó em gay gắt thật. Tại vì lúc đó mọi người biết là mới ngủ có 2 tiếng à. Mà cuối cùng không hiểu sao bạn này bạn được điều chỉnh. Bạn nói thôi bây giờ em đi ngủ anh chăm. Thì lúc đó em nói ok em lên giường ngủ đi. Anh dẫn nó qua phòng khác anh vỗ cho. Thì tự nhiên 10 phút sau nó ngủ. Ăn cái tật là gì? La con. Dạ đúng rồi, chỉ mà có cái la con thôi. Dạ nhà bà la trong cái hoàn cảnh đó cũng thông cảm cho bà. Dạ mệt quá đó. Thực ra nhà em á là bé Nhi á là nó quá hay đó. Tại vì biết sao không, tức là yêu là từ lúc nhỏ 19 tuổi, chồng thì lại lớn hơn gần một thập kỷ, là cái quan điểm nó khác nhau dữ lắm luôn á, đúng không? Rồi sau đó là phải có bầu sanh con mà con lại gặp những cái bệnh mà bệnh hiếm gặp như vậy á, rồi lại bị trầm cảm sau sinh, bản thân mình cũng bị tai nạn về cái ruột á, đúng không?
quá nhiều những cái mà Nhi phải trải qua. Nhi phải tự điều chỉnh, điều tiết bản thân mình. Thành ra là chị nghĩ thì mình khổ trước sướng sau. Cứ nhìn mọi thứ nó tích cực, đúng không? Và nếu có thể thì cố gắng trong thời điểm này mình gọi là nhường chồng cái quỹ thời gian một chút để chồng tạo dựng cái sự nghiệp cho nó vững hơn, chắc hơn. Em cũng có một cái tâm niệm khi em đi làm á, cố gắng mỗi ngày từ 8 giờ sáng gõm ghém công việc, đúng 6 giờ tối là phải về nhà ăn tối với vợ và phải có 2 tiếng nói chuyện với con. Dẫn đến là những cái việc nhỏ nhỏ mỗi ngày phát sinh va chạm hai vợ chồng gần như bọn em đã vượt qua được rồi. Em phải nhớ là khoảng chừng chưa tới 10 năm nữa đâu ha. Là bà chủ tương lai ngồi kế bên em đó. Nãy giờ em vô đây em thấy cái câu slogan á, hạnh phúc là lựa chọn, em thích vô cùng luôn. Tại vì bạn kinh doanh cũng là bạn lựa chọn, bạn sống cho gia đình hay không bạn cũng là lựa chọn. Mọi thứ là lựa chọn hết. Báo cho em biết đó là thông điệp của lớp. Thông điệp của lớp, cho nên là hai chồng sau đây đổi hiệu sữa tươi đi về uống sữa lớp. Hạnh phúc là lựa chọn. Rồi, cảm ơn hai chồng. Cho anh coi cái hình ở bên tay phải em coi. Chắc con trai em đúng không? Dạ đúng rồi. Ôi ôi, cưng quá à. Coi như xăm ổng lên cánh tay mình luôn á. Dạ, từ lúc mà mới sanh ra tới thời điểm này á, là ai cũng nói bé giống ba. Tới cái ngày này á, là ngày sinh nhật của chồng em á. Cái có người nói là bé giống mẹ, cái em chụp liền ngày hôm đó, đi xăm liền ngày hôm đó. Xăm liền luôn. Em có phải làm nghề tattoo không? Dạ đúng rồi. Tattoo chứ đúng không? Ai biết mình làm tattoo rồi. Mời hai em giới thiệu về mình. Em xin chào hai anh chị ạ. Em tên là Quốc Trí. Hiện tại em đang 26 tuổi và em đang là nhân viên văn phòng ạ. Còn em? Dạ em tên là Phương Thi, em nay 23 tuổi. 23 tuổi hả? Trời sao hai đứa nào nhỏ xíu vậy trời. 23 tuổi mà con được mấy tuổi rồi? Dạ con gần 2 tuổi. Trời đất ơi, 21 tuổi đẻ. 21 tuổi có bầu đẻ rồi. Vậy là có bầu từ năm 20 tuổi. Em có bầu năm 21 tuổi, đẻ năm 21 tuổi luôn. Tròn năm đó ha. Chắc đẻ tháng 12. Dạ đúng rồi. Đúng không? Cơ duyên nào mà các bạn gặp nhau? Lúc đó là vào năm 2017. Lúc đó là em có chơi một cái nhóm nhạc ở với những người thân với nhau thôi, kiểu bạn bè thôi. Thì bữa đó tụi em kiểu làm một cái show, thì tụi em có mời nhiều người tới. Thì vô tình Ti vợ em là khán giả trong buổi show đó. Thì sau đợt đó lúc mà tụi em diễn xong á, thì buổi tối tụi em có đi ăn uống với nhau. Thì lúc mà em ăn uống lúc đó em mới gặp được vợ em. Nhưng mà em chơi trong vị trí nào? Em lúc vào trong nhóm nhạc đó thì em đang đứng cái hậu kỳ, đó là xử lý âm thanh cho nhóm rồi. Vậy là cách đây mấy năm rồi ta? Dạ 4 năm. 4 năm. Gần 19 tuổi. Gần 5 năm. Dạ. Nghĩa là có nghĩa là gặp nhau trong cái đêm đó hay là gặp nhau là sau, có nghĩa là gặp nhau trong đêm diễn trong hay là sau trong, đêm diễn? Trong đêm diễn luôn. Trong đêm diễn là đã gặp rồi. Sau đêm diễn là đi ăn. Sau đêm diễn là đi ăn. Ủa tại sao coi xong không đi về nhà mà đi ăn? Dạ lúc mà hết show em ra khỏi cửa, em đứng đó em chờ bạn, cái bạn em ở trong nói chuyện với lại người khác trong nhóm của ảnh á. Cái lúc bạn đi ra cái ok đi về, cái xong cái tự nhiên lúc đó em đổi ý. Đổi tự nhiên ý. Lúc đó đổi ý. Đổi ý. Hay là đổi ý là do đói bụng hay là do gặp bạn này hay là do một lý do gì đó. Khác? Dạ là lúc đó là cái người bạn mà rủ bạn thân của em đi ra nói là thôi hai em đi ăn chung với nhóm tụi anh đi, show cũng thành công mỹ mãn rồi. Xong rồi cái em thấy bạn đó cũng dễ thương dễ mến quá, cái em gật đầu cái em đổi ý luôn. Là vì cái bạn kia, đúng không? Chứ không phải vì bạn này. Rồi ra đi ăn thì mới gặp bạn này. Hai bạn mới gặp nhau mới có cơ hội nói chuyện nhiều với nhau. Chưa nói chuyện luôn. Nhưng mà cái cảm giác của em lúc mà khi đi ăn mà gặp bạn vợ này thì lúc đó là em đã để ý chưa hay là như thế nào, bạn này lúc đó ra làm sao? Cái thứ nhất là trong bàn ăn đó thì chỉ có vợ em với lại bạn của vợ em là hai đứa con gái duy nhất trong bàn thôi. Tại sao thấy... không để ý bạn của vợ em mà đi để ý vợ em? Tại ban đầu thấy cô này make up đậm. Sao? Do make up đậm hả? Dạ, make up đậm. Rồi còn gì đặc biệt nữa không? Dù như lại, mình dây hay là cắn trẻ? Không, lúc đó vợ em kiểu hơi mũm mĩm một xíu. Lúc đó thì chuyện gì xảy ra giữa hai người để thì mà lúc, đi lúc đến mà... đến cái kết luận này là vợ chồng đây? Dạ, thì lúc mà ngồi trong bàn ăn á, thì em cũng không có để ý gì nhiều, không kể như là ngồi ăn, tại em bị dị ứng với đồ cay em không ăn cay được. Thì mà quán ốc đó mấy bạn nó toàn kêu món cay không à, ốc là thường là cay không à. Em không ăn được, em với con nhỏ bạn ngồi xem không, ngồi ngó, ngồi chơi, ngồi bấm điện thoại. Cái chồng em từ phía dưới bàn đi lên trên đầu bàn chỗ tụi em ngồi, cái nói là ủa sao em không ăn gì hết vậy, chồng em hỏi em vậy đó. Cái em kêu là tại vì đồ ăn cay cho nên em không ăn được. Cái chồng em mới xăm một miếng bạch tuộc,
liếm giả bộ cái hết cây rồi em ăn đi. Trời ơi, cái ấn tượng quá, cái ấn tượng đầu tiên của cậu gái đó. Không, liếm giả bộ. Liếm giả bộ. À, liếm giả bộ hả? Cái giả bộ nó mới dễ thương. À. Cầm lên nè, à, em ăn đi hết cây rồi. Rồi sao lúc đó em phản ứng sao? Thì đương nhiên là em cũng từ chối rồi, kêu thôi em không ăn, em không, mặc, em không thích ăn bạch tuộc. À. Mặc dù giả bộ nhưng mà vẫn cứ bị ảo giác. Giỡn cái gớm. Thì sau đêm đó về thì em lên trên Facebook để mà em kiếm thông tin của vợ em. Có tìm thông tin của cái cô bạn kia không? À, thì ban đầu là em nhớ là em tìm qua Facebook của bạn thôi, cho nên là sẽ không qua cô kia. Mà tới trực tiếp bạn em luôn. Yeah. Tức là ông này là ông ấn tượng với cô gái này. Chỉ có ấn tượng không? Dạ có. Có mà. Đã nói là xấu lạ mà, người ta thích là thích cái nét xấu lạ đó. Phải không? Thì người ta mới xấu lạ không? Thì đây nè. Rồi người ta mới liếm giả bộ. Còn bạn này thì ấn tượng bạn này rất là bệnh. Tào rứa quá. Ông giỡn kỳ quá à. Trong khi đó thì em thì sao? Thì cái hôm đó là kiểu như khoảng thời gian mười mấy tuổi đó, 19, 18 tuổi đó, em cũng còn ham chơi đó. Em đi chơi đêm là chủ yếu đó. Cái lúc đó mấy bạn trong bàn cái phân công người chở hai cô gái về. Thì lúc mà đến lúc mà bạn chở về, cái em nói là thôi em không muốn về, em muốn đi cà phê. Muốn đi nữa? Dạ. Nít mà, 18, 19 tuổi nít mà. Lúc đó là cũng cỡ 11, 12 giờ đêm á. Cái bạn nó nói là giờ này quán cà phê nào mở cho em ngồi mà em đòi ngồi. Kêu có quán. Xong cái bạn đó quay qua rủ chồng em. Xong rồi cái chồng em hỏi đi quán nào, cái em kêu là đi leo này kia, đi quán ở ngoài quận nhất. Cái xong rồi cái vô cái em nói, cái em nhìn chồng em cái kiểu ủa anh cũng biết quán đó nữa hả? Xong rồi cái chồng em kiểu ờ đúng rồi anh cũng biết. Cái hai đứa bắt tay nhau vui vẻ nhưng mà cuối cùng bể kèo không ai đi hết. Ủa gì kỳ vậy? Tại sao không đi nữa? Tại vì trên đường lúc mà chở em về thì cái bạn kia bạn nói là thôi em ơi em con gái em đi một mình, em đi cà phê đêm vậy nguy hiểm, ảnh hưởng sức khỏe của em này nọ. Các bạn chở em bèo về nhà luôn. Bạn không chở em đi nữa. Vậy đó hả? Thì ra là còn khúc này nữa. Cho nên mới khiến cho ông này ông càng xuyến xắn là về tìm thông tin của cô này. Tức là còn cái đoạn này rất là quan trọng đó. Em hỏi nhưng mà em thử add fan coi mình có thấy được thêm những cái hình nào nữa không. Cái xong rồi cái em add fan, cái ảnh chồng em trả lời liền luôn. Chấp nhận liền. Dạ. Xong rồi cái chồng em nhắn tin qua hai em, chào em, nọ người kia kiểu. Xong là cái đó là cách bao lâu ở cái hôm buổi tối đi ăn đó? Dạ, cách 2 ngày. Dạ. Lâu dữ. Lâu quá chị, 4 lâu quá. Coi như hai người đào mộ Facebook nhau tới 2 ngày á là mới kết bạn được với nhau. Rồi là bắt đầu sau đó là hai đứa chính thức là hẹn hò với nhau đúng không? Dạ, cũng chưa hẳn nữa. Chưa luôn nữa, hả? Dạ, chưa. Là lúc đó là tới qua lúc ăn kem á, xong rồi cái em mới nói là em tìm cái người mà hôm đó bắt tay với em. Cái chồng em kêu anh nè, cái em còn kiểu ngỡ ngàng, ủa sao không hề giống, không có hề giống cái tưởng tượng của em tí nào hết á. Em tưởng tượng trong trí nhớ của em là người đó đẹp trai, cao to các kiểu, sao đây nhìn nó kỳ kỳ. Xong rồi cái hồi nữa cái em hỏi chồng em là ủa vậy anh, vậy còn cái người em nhớ là tối hôm đó có một cái người mà chấm miếng bạch tuộc cho em á, vậy anh biết người đó là ai không? Cái xong mà cái cũng anh nè. Xong mà em kiểu gì vậy trời. Một người mình tưởng tượng mong nhớ, một người mình muốn gạt bỏ đi lại hòa vô là một. Ủa sao lạ vậy ta? Bữa đó em có uống bia sao mà sao em lại không nhớ vậy em? Trời tối với lại đeo mặt, anh chồng em đội nón rồi mặc áo khoác đen rồi đeo kính nữa. Có nghĩa là 10 người, hết 10 người mặc áo khoác đen đeo kính. Cho nên nó na ná nhau hết. Na ná nhau. Người nào cũng giống nhau. Cho nên là khi mà mẹ thấy vậy rồi sau về, lúc mà bạn về rồi mẹ có nói gì với em không? Dạ có, thì mẹ sẽ hỏi là quen cô này ở đâu, rồi tại sao quen, rồi lúc tại sao không kiếm người khác chẳng hạn kiểu. Mà em biết là cái việc là mẹ chồng mình lúc đó là không có thiện cảm với mình không? Dạ em biết. Nhưng mà cái quan điểm của em là ta không thích thì mình làm cho người ta thích. Đó. Nhưng mà những lần sau về có dám mặc áo tay ngắn nữa không? Hay là mặc áo tay dài đằng che đi? Vẫn mặc quần dài, áo tay dài. Cho tới lúc mà có khoảng thời gian tụi em quen được 10 tháng rồi sống chung á. Thì lúc đó tụi em mới thoải mái ra, mới phanh phui ra hết là vậy là lỡ rồi. Nhưng mà sau này cái điều gì mà khiến cho mẹ chồng lúc đó là mẹ của bạn trai mình lúc đó là dễ chấp nhận em? Dạ tại vì một phần là do là lúc mà khoảng thời gian đó là về ở chung xong rồi mẹ chồng em cũng không có ở cùng tụi em nữa. Đó để lại cho hai đứa ở với nhau ở cái nhà của chồng em á,
bây giờ đó, là cho nên là mẹ chồng em thấy em chăm lo cho chồng rồi mọi thứ ổn, cho nên là giờ tụi nó quen nhau yêu thương nhau cũng đâu có cấm cản được nữa. Với lại tụi em cũng nói chuyện với các dì các bác là xin là nói là tụi con thương nhau thật chứ không phải là tình cảm chóng vánh, cho nên là mới dễ dàng hơn được chút xíu. Có nghĩa là hai đứa quen nhau tới mấy năm lận phải không? Dạ. Tìm hiểu nhau là mấy năm rồi mới cưới? Dạ, tụi em quen nhau hơn 2 năm sau đó tụi em mới hơn cưới. Hơn 2 năm rồi mới cưới. Dạ. Nhưng mà sống về sống chung với nhau là 10 tháng sau là về sống chung với nhau. Dạ. Dạ. Quen nhau 10 tháng về sống với nhau được cỡ 3-4 tháng. Là tụi em lại sống riêng. À. Lại sống riêng. Ủa dạ. Tại sao lại sống riêng? Thì giận nhau chia tay. Nhưng mà tại sao lại cưới? Để có bầu. Nhưng mà tại sao ra ở riêng rồi mà lại có bầu? Dạ, tại vì hôm đó là sinh nhật của bác ruột em á, cái bác mời. Có nghĩa là lúc đó là giận nhau đúng không? Đang giận nhau đúng không? Lúc đó là quề rồi, giận nhau được một tháng xong cái quề quề rồi tới sinh nhật. Nhưng mà đang ở riêng đúng không? Lúc đó đang ở riêng là em về nhà em, ảnh ở nhà ảnh. Rồi cái sinh nhật. Thế là tới sinh nhật bác cái em rủ ảnh đi ăn chung. Xong rồi cái ăn trong buổi buffet đó xong về tự nhiên cái có bầu luôn. Mày có bầu luôn. Xong rồi bác sĩ bầu cưới. Rồi lúc mà nghe tin em có bầu vậy rồi mẹ phản ứng sao? Mẹ của hai bên phản ứng sao? Lúc mà nghe tin em có bầu á thì mẹ ba em chỉ hỏi là của ai? Của ông Chí thì cưới, của người khác thì dẹp. Vậy đó hả? Là mẹ vậy? Là ba của ba, em. Ba em. Dạ. Là nói là vậy đó hả? Dạ. Là ông là ba vợ là chắc khoái trí lắm đúng không? Dạ đúng rồi. Do vợ em nói thì có lẽ là khoái thiệt. Tại vì trước khi em quen chồng em cũng quen nhiều người lắm rồi. Mà những cuộc tình nó chóng vánh lắm. Ba tháng là nhiều. Rồi những người đó ba không ai ưng hết. Tại vì họ cũng xăm chỗ, cũng tà lao tà lưa. Cho nên là ba không vừa ý. Chỉ có chồng em là nhân viên văn phòng, cho nên là ba em khoái. Đúng chuẩn của ba đó. Trí có xăm hình nào không? Em có hình nhỏ xíu trên cánh tay. Nghĩa là sau này mới xăm đúng không? Dạ. Sau này vợ xăm cho đó. Ủa rồi, nhưng mà mẹ thì sao? Lúc đó ba thì nói vậy, còn mẹ thì sao? Mẹ em thì nói là con ăn chơi cũng ăn chơi rồi, trải cũng qua cũng nhiều thứ rồi, giờ quyết định cuộc sống là của con, mẹ không can thiệp. Nhưng mà quyết định sao thì đừng có hối hận. Đừng mà có chạy có về không? Khóc với mẹ. Mẹ có khóc không hay là dạ không? Còn mẹ có Trí thì sao? Mẹ em nói là có bầu thì sanh đi, giờ cháu ngoại là cháu mẹ, rồi mẹ chăm, mẹ giữ, mẹ thương cho. Rồi còn bên gia đình của em á thì lúc đó mẹ em chỉ hỏi ngắn gọn thôi là kêu cưới này có chắc hay chưa. Thì lúc đó thì em cũng tim gan em moi ra hết, em cũng trả lời thật lòng với mẹ luôn là con sẽ lựa chọn cô Thi này. Bởi vì con tin tưởng cổ và có tình cảm thật sự, cho nên là hai tụi con muốn tiến tới hôn nhân. Thì lúc nghe xong thì mẹ em mới lại nói với mấy dì mấy bác để kiếm những cái khóa học đạo để cho hai tụi em để có thể là cử hôn lễ. Ê, anh thắc mắc cái này nha. Cái lý do gì mà khiến hai bạn coi như là chia tay chia nha, tay đó là mạnh ai nấy ở gì, cái lý do nào mà chia tay vậy? Em nghĩ là do bởi vì tính nết của hai đứa em rất là khác nhau. Phải không? Hay còn lý do nào khác? Tại vì em mập. Là sao? Ủa, mập nhiên, liên quan tự nhiên mập liên quan đến chuyện chia tay. Thì tại vì hồi đó là lúc mà mới quen nhau cái khoảng thời gian đó em rất là mập, em 70kg lận. Cho nên mà ảnh thì ảnh cũng 70kg luôn. Hai một nam một nữ mà bằng ký nhau vậy là nó rất là nhìn hai đứa nó cứ chênh lệch sao á, mà nó không liên quan. Dạ. Nó phải có một cái tác động gì đó. Dạ, bạn bè của ảnh thì là đa số là dân thể thao rồi bóng rổ gymmer nọ này kia. Cho nên khi mà thấy ảnh quen một người mập như vậy á là sẽ phản đối. Thì cái em nhớ là cái hôm đó là khoảng thời gian đó em bán quần áo, cái rồi sáng em chồng em chất đồ lên xe cho em đi bán bình thường vui vẻ. Tự nhiên cái tối hôm đó em nói là anh ơi nay em khách về trễ quá, thôi em ngủ lại nhà ba nha. Cái tự nhiên hai đứa cãi lộn. Tự nhiên cái kiếm chuyện sừng sồ lên cãi lộn. Đứa nào kiếm chuyện trước? Ông này. Tại sao kiếm chuyện người ta vậy? Cái đó không phải là kiếm chuyện mà là do hồi lúc mà ở chung với em á thì Ti kiểu tính hơi càm ràm. Mà cứ càm ràm hoài, mình đâu phải chịu một ngày mình nghĩ nó xong rồi mà cứ dầm ngày này qua ngày nọ. Đó cho nên kiểu cứ càm ràm nhiều quá cho nên là em rồi anh hiểu rồi. Nhưng mà tại sao vợ em lại nói là chia tay là vì lý do mập?
tại bởi vì ngay tại thời điểm đó vậy em cứ nghĩ là mập cho nên chia tay thôi, chứ vậy em không nghĩ là những thời gian trước đó là vậy em lại em khó chịu rồi. Em cứ nghĩ là do bạn bè của anh tác động vô cho nên là khiến cho hai đứa giận dỗi. Rồi em nghĩ là do cái tối hôm đó ảnh đi gặp bạn bè cho nên là thấy em mập, bạn bè khuyên ngăn vô ngăn cản. Tại vì ngay từ lúc đầu quen nhau mà đến khi mà gặp mặt bạn bè ảnh xong là bạn bè anh đã phản đối rồi. Đã nói là không có được, nó ra nó vô rồi đó. Đúng không? Cho nên ngay cái lúc đó là em cứ có cái suy nghĩ đó, thành ra là thôi chia tay luôn. Lúc đó là cãi nhau xong rồi, cái lúc đó là tầm 1 giờ sáng. Cái em tức mình quá, em nói là thôi xách ba bố về nhà chồng, dọn đồ về nhà mình liền ngay trong đêm á, làm liền cái tức khách luôn. Là em mấy cái bao mà em đựng quần áo đi bán á, em đổ hết quần áo bán ra, em xách cái bao không chạy về để dọn đồ. Cái rồi cái em nhìn cái trên màn hình của máy tính trên phòng của chồng em á, cái có tin nhắn của bạn là vui vẻ quá, mai đi ăn mừng đi nọ này kia, tụi nó chia tay nhau rồi. Xong cái càng điên nữa đúng không, còn tức thêm nữa. Nhưng mà em kềm cơn tức đó lại, cái em không dọn đồ nữa, em chạy xuống em ôm chồng kêu là thôi mình lên ngủ đi, em mệt rồi, coi như không có gì xảy ra hết. Rồi một tuần sau cái cãi nhau về cái vấn đề tiền bạc, rồi thêm bạn bè của anh nói ra nói vô. Rồi lúc đó mẹ em biết hai đứa sống chung vậy, mẹ em nói là sống chung mà không có cái tờ giấy gì hết, không có quyền lợi thêm này, sợ em thiệt thòi á. Cái em cũng làm áp lực ảnh thêm cái vấn đề đó, xong cho nên là quyết định dọn đi luôn. Tụi em quay lại sau khi chia tay đó, lúc đó là quay lại một tháng sau đã quay lại rồi. Ảnh bắt chuyện trước cái quay lại với nhau rồi, mà cái ảnh nói là giờ quay lại quay nhau âm thầm nha, đừng cho ai biết hết, đừng cho bạn bè anh biết, đừng cho ba mẹ anh biết nọ này kia đó. Cả thế giới thì biết, của em thì biết em có bồ, còn cả thế giới của ảnh là không biết ảnh có bồ. Rồi bây giờ mối quan hệ của em với những người bạn của ảnh sao? Giờ thì cũng bình thường thôi, giờ bình không thường. Giờ ta không chịu cũng cưới rồi, xong hết rồi đúng không? rồi em chấp nhận âm thầm vậy hả? Rồi em cũng chấp nhận vậy. Được bao lâu? Được cỡ gần một năm. Một năm luôn, một năm mới công khai. Dạ gần một năm. Rồi chắc một năm đó là chắc cũng đã dính có ông này rồi. Dạ chưa luôn. Trong vòng một năm đó thì cũng chưa vấn đề gì xảy ra hết. Xong rồi tới cái lúc mà em cảm thấy là không thể âm thầm được nữa, xung quanh ảnh bắt đầu có những mô cái vệ tinh khó chịu. Có những tia sáng khó chịu là em đòi công khai lại. Em nói bây giờ anh không công khai thì thôi em bye bye anh luôn. Không công khai thì bye bye. Dạ. Xong rồi cái ảnh công khai lại, công khai lại được đâu được một tháng cái tòi ra thằng nhỏ. Rồi bây giờ đến cái phần phần kia đi, phần kia vui đi, phần vui vui á. Vui nhộn nha. Đó, bây giờ chị nói trước đi. Dạ. Sao Trí thì có những cái tật xấu nào của cô ấy nó lòi ra? Chị biết nè, cầm ràm. Vài cái cầm ràm, đúng cầm ràm. Cái nhất là cầm ràm. Không gì đoán đó. Cái thứ hai nữa là về vấn đề mà giờ giấc á, thì vợ em kiểu ví dụ như bạn bè hẹn là 6 giờ có mặt đi, thì em làm gì làm đúng 6 giờ em có mặt, nhưng vợ em là 6 rưỡi mới đi. Thì rồi cái nữa đó là vợ em giờ kiểu dây thun đó. Lê mê giờ dây thun. Dạ, đúng không? Cái nữa là vợ em kiểu hơi cầu toàn trong mọi công việc quá, kiểu làm gì cũng muốn là tốt nhất đẹp nhất, mà khi mà muốn vậy thì nó sẽ tốn thời gian hơn, mình kiểu phải chuẩn bị trước đó. Dạ đúng không? Dạ đó. Thì đối với em ở thì em thấy chỉ có ba cái tính đó là em hơi khó chịu. Bây giờ còn make up đậm không? Make up giờ đỡ hồi đó rất nhiều rồi đó. Chứ đậm lắm á. Dạ. Hồi đó tao con nít mà đâu có con nít không có control được cái màu sắc đâu. Cứ thích là làm thôi à. Biết ngô nhà chị giờ chị biết mà. Ngộ lắm. Nhưng mà cô ấy có ghen à? Có, anh ghen lắm, ghen tới mức mà muốn kiểm soát thời gian của em luôn á. Ồ vậy hả? Dạ. Tại sao anh hỏi câu đó không? Tại vì nãy cũng có nói đó, nên khi phát hiện nó có rất là nhiều vệ tinh xung quanh chồng ánh sáng, có những tia sáng tia, không khó chịu á. Khó chịu cho nên không khai, cho nên anh mới hỏi em mấy câu đó. Dạ. Là tới bây giờ vẫn ghen. Tới giờ vẫn ghen anh. Lúc yêu có ghen không? Yêu ghen bạo lắm, tới giờ cưới rồi mới đỡ. Đỡ được chút thôi, đúng không? Dạ. Rồi bây giờ hỏi luôn nè, gì cái điều mà em mong muốn cổ thay đổi là cái điều gì trong mấy cái mà em vừa mới kể ra? Về mong muốn thì do là tính của em á thì hơi ít nói, cho nên là em mong muốn vợ em kiểu bớt cái việc càm ràm đi. Bớt càm ràm phải không? Dạ. Cái thứ hai nữa là bớt sự lề mề thôi là được hả? Rồi giờ tới em đó, đặc xấu của ông là gì? Lúc quen nhau thì lúc mà khoảng thời gian tụi em sống thử thì không, anh không có ngủ ngáy. Mà không hiểu sao tự nhiên cưới xong cái về ngủ ngáy. Ngủ ngáy mà tới nỗi mà con nó giật mình luôn. Hay do cơ địa, lúc đó ốm hay là sao?
em cũng chả rõ nữa, em hỏi ổng thì ổng bảo anh không biết. Tại ngủ lúc mà ngủ mình á, lúc mà chưa cưới đó, thực ra là chưa có ngon, ngủ chưa ngon. Giờ cưới xong mà ngủ đúng ngon, rồi. Đúng dạ rồi. Không, nhưng mà lúc tụi em sống thử cũng không ngáy, ngủ không ngáy, ngủ rất là êm luôn. Nếu vậy là do không phải, nếu vậy là do cơ địa rồi em ơi. Ừ. Cái lúc đó thôi, cái đó là mình đừng xếp vô tật xấu, tại vì cái đó là người ta cũng không mong muốn điều đó, nhưng bây giờ phải chịu thôi. Đó. Rồi thêm một cái nữa là cái bàn làm việc của chồng em á, lúc nào cũng ngăn nắp sạch sẽ tươm tất, rất là gọn gàng luôn, đâu vào đó. Dạ. Nhưng ra khỏi khu vực bàn làm việc là tất cả bừa hết lên, tung tóe hết lên. Tức là ông chỉ quan tâm ở một cái khoảnh nhỏ của ông thôi. Dạ. Đúng không? Cái nơi mà ông gọi là, anh gọi là kiếm ra tiền, là rất là tươm tất sạch sẽ. Bừa bộn cục bộ em ơi. Nhân dụng từ chính xác. Bừa bộn mà cục bộ. Dạ. Ừ. Dạ. Nhưng mà thôi kệ đi, miễn sao ông kiếm tiền được rồi, đúng không? Dạ. Rồi ông có ghen không? Đó. Có ghen không? Dạ có. Ông nói em ghen quá mà. Ông là... Vậy là hai chồng ghen qua ghen lại. Dạ. Ghen sao? Hồi trước thì em đi đâu cũng dễ dàng, thoải mái hết. Còn từ khi mà sau khi em sanh xong á, cái tự em giảm cân một cách tự nhiên luôn. Không tập gym, không gì hết. Cái bắt đầu chồng em bắt đầu ghen nhiều hơn. Là ghen... sao? Tại vì lúc đó nhìn thấy cũng như là người phọt đẹp, cái đầu có là ghen đúng không? Dạ. Xong rồi chồng em nói em mua đồ, khi mà mình giảm cân rồi, cái niềm vui của phụ nữ mà giảm cân rồi là chỉ muốn mặc những bộ đồ mà mình từng ao ước mình sẽ mặc vào thôi. Tới là em mua đồ hở vai, hở này, hở nọ, váy ngắn, cái thứ. Lại bảo là em đi đâu, làm gì, đi làm mà ăn bận vậy đó hả? Đi chơi với bạn mà vậy đó hả? Đi ra đường cho trai nó dòm hay rồi. Rồi sao rồi? Cái cất đồ luôn hả? Dạ xong rồi, cái sau này thì em muốn mua quần áo, em muốn mua cái gì là nếu mà em coi livestream em chụp màn hình lại, cái em báo cáo là em mua đồ này được không? Cái ok mua được thì em được em mua. Là phải hỏi ý kiến của ảnh. Dạ đúng rồi. Chứ không về mặt rồi càm ràm nó mệt lắm. Đúng không? Tới bây giờ vẫn vậy luôn. Là sau này là bắt đầu như vậy. Mới đây mới vậy chứ hồi lúc yêu là chưa. Dạ. Khi mà người bây ta mới bắt đầu phọt đẹp. Phọt đẹp người ta mới mặc đồ hở. Thì bắt đầu mới ghen. Dạ. Cũng thuận theo tự nhiên mà em. Đâu gì trái tự nhiên đâu. Rồi giờ mong muốn Trí thay đổi điều gì thì em nghĩ là chồng em không cần phải thay đổi nhiều đâu, chỉ có mấy cái mà đừng có sao ta, em không có diễn tả sao hết, nhưng mà đôi lúc đó, chồng em cứ lầm quá mọi thứ lên, kiểu như là tự biên tự dĩ xong rồi tự đau lòng. Tự biên tự dĩ tự đau lòng. Dạ, cứ tự trách bản thân mình này nọ này kia, nhiều khi giống như hoàn cảnh dịch bệnh này nọ này kia kẹt khó khăn, anh cũng tự trách bản thân mình. Cái gì cũng tự trách mình hết á. Em muốn ảnh đừng có tự trách nhà mình như vậy. Có gì cứ nói chuyện với vợ, chia sẻ vợ đúng không? Dạ. Tức là sao, giống như một có một cái sự cố gì ở trong nhà hay là cái gì á, là tự cho là lỗi của bản thân hả? Dạ. Ví dụ đâu, ví dụ cụ thể coi chưa hiểu à nha. Dạ giống như dịch bệnh như vậy nè, khó khăn nọ này kia, xong rồi cái kẹt tiền rồi gì đó đó, tại vì cả hai người đều mất việc, xong rồi cái chồng em lại bà tự trách bản thân là tại vì anh thế này, tại vì anh không đủ khả năng thế này, không đủ khả năng thế kia, anh buồn anh rầu, tại vì anh kiếm ít tiền cho nên vợ con anh mới như vậy. Cứ mong muốn ổng là cái đó đó phải không? Dạ. Là đừng có tự nhận và nhận lỗi của bản thân mình, vậy vô bản thân mình nữa. Em may mắn em gặp cô này cũng còn động viên em. Đi gặp bà vợ bà cũng bi lụy nữa, chắc nữa hai vợ chồng ngồi than á. Ngồi than, thằng nhỏ 2 tuổi ngồi đây ngồi nghe lỗi của ba. Lỗi của mẹ. Không, lỗi của mẹ. Thằng nhỏ bí luôn. Rồi. Nói chung là sao ta? Hai đứa đều có một cái một cái cần phải sửa. Là giống như là vợ em mong muốn em điều đó là đúng á, biết sao. Cái dịch bệnh á nó ngộ lắm. Nó tấn công những người mà hay có những cái suy nghĩ mà bi quan á. Dạ, hơi tiêu cực đúng không? Cho nên mình đừng có thèm suy nghĩ bi quan, vậy nó là cả thế giới rồi. Dạ, chứ không phải là riêng gì đất nước mình. Dạ. Cho nên cứ vô tư đi, cứ vui vẻ đi. Kệ nó, coi như sống chung với lũ đi thì tự động mình đừng nghĩ tới nó, quên nó đi. Đó, mọi thứ luôn chứ không phải riêng về dịch bệnh hay là cái gì. Công việc cũng vậy, nhiều khi không có tiền cũng vậy, các thứ này bỏ đi. Nha, đừng có suy nghĩ nữa. Dạ em rõ rồi. Đó. Còn em á thì cái vụ ghen, cái gì của mình là của mình, đúng không? Cái gì của mình nó sẽ là của mình,
không thể nào của người khác được. Tại vì em cứ sợ cứ mấy cái drama trên Facebook đó, cái clip ngắn ngắn đó, người ta cứ kiểu là chồng bỏ vợ bỏ con xong mấy cái em ngồi em suy nghĩ đó vậy? Tiêu cực đó. Bởi vậy đó, bởi vậy cũng tiêu cực nữa đó, hai đứa đều bị tiêu cực cái đó, bỏ không có suy nghĩ cái gì. Chị đã nói cái gì của mình nó sẽ là của mình. Bởi vì thôi cũng né coi phim bộ Hàn Quốc đi, vậy không á, thấy ông đàn ông nào cũng ngoại tình hết trơn trọi mà đủ thứ để ngoại tình luôn á, riết cái mình bị lậm á, đừng có coi. Nhưng mà mình coi với một nhưng cái tâm lý mà đôi lúc á, cái chồng em đổi, chồng em kêu là thôi em coi tin phim tình cảm nhẹ nhàng sâu lắng xíu đi, cái em cũng coi xong cái em thấy cũng vợ thấy chồng nữa. Vợ chồng người ta vui vẻ, người ta cũng hạnh phúc, chồng lãng mạn ở này kia, cái em lại tủi thân. Trời, em mua tài khoản Netflix cho để coi phim khác nhưng mà trời ơi đó. Coi trời chơi con mực đi. Dạ, coi cái đó là tụi em mới coi 2-3 lần cái phim đó luôn. Rồi thôi, nói chung là bớt lại, cứ suy nghĩ những cái gì đó tích cực, tích cực là coi những cái phim vui đó, coi những cái tin nhỏ xíu à, suy nghĩ ba cái đó làm gì cho nó mệt. Còn bực quá đó, giở cái tay lên nhìn vô mặt ổng là thấy vui liền đó, ổng kìa. Nghe rồi, cảm ơn hai em đã đến với chương trình nha.